hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Chương trình cập nhật các thông tin nóng hổi trong ngày về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ đề liên quan đến sức khỏe, kinh tế, đưa ra những biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chống buôn lậu, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Phát sóng vào lúc 21:55 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành với chương trình này.